Sam Sam đến rồi bản Thái. Aung San Suu Kyi cùng Bhut Buthichai cung đấu hơn Triệu Lệ Dĩnh, Trương Hằng. Bắt đầu bấm máy từ năm 2019, thế nhưng tới tận ngày 5 tháng 6 tới đây, bộ phim Sam Sam đến rồi phiên bản Thái mới chính thức được lên sóng. Bản chung trước đó do Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hằng đóng chính đã từng thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Liệu rằng Aung San Suu Kyi và Dượng Bhut Buthichai có thể vượt qua được cái bóng này hay không đây? Ở phiên bản Thái Lan, nhân vật Sam Sam sẽ có tên là Nam Khin do nấm lùn Aung San Suu Kyi thủ vai, còn chủ tịch Phong Đằng được đổi tên thành Payu được Bhut Buthichai đảm nhiệm. Mỹ nhân 31 tuổi cũng là gương mặt quen thuộc đối với khán giả đất nước đông dân nhất hành tinh. Đảm nhận vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong Sam Sam đến rồi bản Thái, cô được đánh giá là đáng yêu và phù hợp với nhân vật. Nếu nàng Aung San Suu Kyi sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt baby nhí nhảnh, thì Bhut Buthichai chính là tổng tài soái ca, vừa cao sáo vừa đẹp trai, ra dáng một boss trong mơ. Sự chênh lệch về ngoại hình cũng là một trong những điểm nhấn của bộ phim, bởi khi đứng cạnh nhau, Aung San Suu Kyi bỗng hóa công chúa bé nhỏ cần chở che và bảo vệ từ người đàn ông lịch lãm Bhut Buthichai. Nghĩa qua trailer của Sam Sam đến rồi phiên bản Thái, nhìn chung nội dung của phim cũng không thay đổi quá nhiều so với bản gốc. Em gái của Payu bị xuất huyết sau sinh, nhưng may anh cũng đóng gói thức ăn bổ dưỡng rồi gửi đến cho Nam Kim. Có khi còn gọi cô vào phòng làm việc của mình để cùng ăn trưa. Mưa dầm thấm lâu, cả hai cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì lại không phải là phim Thái Lan. So với Sam Sam của bản Trung, Nam Kim bản Thái gặp phải vô số những khó khăn đến từ lòng đố kỵ của các đồng nghiệp trong công ty. Có người liên tục nhắc nhở Nam Kim về việc cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Cứng hơn nữa lại thả luôn đĩa cơm của Nam Kim xuống đất, không cho cô ăn. Thậm chí còn thuê người hãm hại Nam Kim ở trong nhà vệ sinh. Dù là phiên bản Thái Lan sẽ vô cùng drama đây. Bhut Buthichai để lại ấn tượng với vẻ nam tính cùng nụ cười tỏa nắng và đôi chân dài thẳng tắp. Hóa ra thành chủ tịch một tập đoàn có tiếng, nên anh phải mặc vest trong nhiều cảnh quay. Một số hình ảnh tài tử sinh năm 1986 trong bộ vest lịch lãm khiến fan nữ điên đảo. Vẻ ngoài của nam chính Bhut Buthichai được truyền thông lẫn khán giả Trung Quốc dành nhiều lời khen ngợi. Một số bình luận của cộng đồng mạng: cứ qua tới Thái là phim ngôn tình ngập drama liền, hóng lắm. Nguyên tác nhẹ nhàng đầm thắm, qua Thái một cái là drama ngập trời, định xem giải trí mà ngó qua thấy áp lực ghê. Hóng dựng chết quá đi. Đời đỏ con mắt, giờ cuối cùng cũng lên sóng rồi, chuẩn bị tinh thần hít hà drama thôi. Tôi đã rất nghi ngờ cho đến khi tôi thấy rằng Aung là Sang Sang, cô ấy thật hoàn hảo vì cô ấy rất nhí nhảnh. Không ai có thể là một Sang Sang Thái tốt hơn Aung, và Bhut là boss, rõ ràng. Bây giờ tôi chỉ cầu nguyện rằng ai đó sếp và làm cho nó có sẵn cho chúng tôi. Dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng hai anh em đã tỏ ra rất thân thiết khi làm việc cùng nhau. Trên phim sẽ có rất nhiều cảnh tình cảm và điều này sẽ khiến họ dễ dàng ăn nhập cảm xúc cùng nhau. Bận rộn quay phim, tuy nhiên các diễn viên vẫn không quên chia sẻ hình ảnh hậu trường cho người hâm mộ cùng hóng. Có thể thấy rằng, tất cả diễn viên rất vui vẻ và thoải mái khi làm việc cùng nhau. Ngoài hai diễn viên chính, bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi bật khác như Jin Jin, Sarucha, Mai Anis Suwis, Pitana, Priyarush.